Chiều ngày 27 tháng 2, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị can Nguyễn Duy Minh sinh năm 2000, Nguyễn Lê Phi Hùng sinh năm 1992, Trần Minh Hoàng sinh năm 2001, Đoàn Vương Vân Anh sinh năm 2001, đều có hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Lạt, và Lê Tấn Tuấn Anh sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại huyện Lâm Hà vì tội cướp tài sản. Theo cáo trạng, để có tiền tiêu xài, Nguyễn Duy Minh đã khởi xướng và rủ Lê Tấn Tuấn Anh, Lê Phi Hùng, Trần Minh Hoàng, Đoàn Vương Vân Anh cùng nhau dùng vũ lực uy hiếp để cướp tài sản của anh Michael Ken, quốc tịch Đức, đến Việt Nam để du lịch. Khi đang trú mưa tại chòi số 3 ở công viên Ánh Sáng, thành phố Đà Lạt, Minh dùng nón bảo hiểm đánh anh Ken vào đầu và vai. Tuấn Anh và Hùng dùng tay đấm vào người Ken, lột áo của Ken đang mặc trùm lên đầu. Hoàng và Vân Anh dùng tay chân đánh Ken, khiến Ken không thể chống cự. Các bị cáo đã chiếm đoạt của anh Michael Ken số tiền là 2.750.000 đồng. Tại phiên tòa, xét thấy hành vi của các bị cáo là gây mất trật tự trị an, gây hoang mang cho khách du lịch, và bị cáo Nguyễn Duy Minh tuy là trẻ em nhưng có nhiều hành vi gây nguy hiểm. Chính vì vậy, tòa tuyên án Nguyễn Duy Minh 4 năm tù, Nguyễn Lê Phi Hùng 7 năm tù, Lê Tấn Tuấn Anh 7 năm tù, Đoàn Vương Vân Anh và Trần Minh Hoàng mỗi bị cáo 3 năm tù treo và 5 năm thử thách. Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh đã khuyến cáo đồng bào các dân tộc tỉa các cành già, cành khô đối với các cây sầu riêng nhiễm bệnh nặng, cần đưa ra khỏi vườn, đốt không để lây lan. Đơn vị chức năng cũng đã hướng dẫn đồng bào sử dụng các loại hóa chất chuyên dụng như Metalisin, Manacozep để xử lý.